Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một phim nữa, đó là con búp bê dài chân bong bóng. Đây là dài chân bong bóng, nó có thể đẹp màu hồng với lại màu hồng, màu tím, màu tím, màu vàng, màu vàng cái mũ màu trắng với lại màu vàng. Trong đây thì nó có búp bê. Bơi được chứ cuối cùng đó.